quê của cậu, cậu phát biểu mấy câu nè. Thôi anh ơi, thằng đang say xe. Say xe. Nào, thế thấy quê đẹp không? Đấy. Hả? Quê em đồi chè. Quê em miền Trung Du. Ừ, tiếp. Đấy. Đưa cả bạn gái về thăm quê nữa này, xem đồi chè. Nào, chạy mất dép bây giờ. Xem, đòi đòi xem bảo em nhận xét thấy quê của anh Thủy thế nào. Nào, Thu. Ôi, anh đừng làm Thu Thủy đừng. Nước trong xanh. Nào. Đọc sai thơ rồi thôi. Đây, thật là. Thì sửa đi. Chà, chè búp ngon nhá. Ăn ừ nếm thử lại cái để anh ghi hình cái. Anh Phiên này ấy. Hôm sau đến lượt chúng ta lại về quê Phiên nhá. Rồi hôm sau về quê anh Thuận với về quê. Đấy, về quê Phiên để xem cái thành nhà Hồ có gì mới không. Còn hôm nay là chúng ta trải nghiệm cái cảnh đồi chè. Nhà anh Thủy đến quê Sơn Tinh ngắm đồi chè bắt ngáp. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four cockatoos, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Đây không có trà cổ nhỉ, hơi phí ấy. Cây gốc to này. Ừ, cây phải chụp thật là to. Đây, quả trà này, trái trà này. Đây, chả có trái rồi này. Hế. Sau bao lâu thì nó thành trái trà? Đấy, nghiên cứu đấy, nghiên cứu sâu hơn. Cây trà gồm có hoa trà. Đây là trà không được phép ra hoa. Ra hoa là hỏng hết rồi. Có hoa mà có quả chứ. Ừ. Không, hoa chỉ một phần đấy thôi. Chứ không có lên nó mà ra hoa thì có nghĩa là trà hỏng. Sẽ mất vị. Nó dồn vào nó nuôi quả cái này là hỏng rồi này. Là không hái nữa đâu. Để cho nó ra. À, rất nhiều này. Hôm sau phải hỏi mấy nghệ nhân về trà. Trà hỏi nghệ nhân. Nhưng mà bây giờ không còn nghệ nhân đâu. Ít lắm. Đấy là người trồng trà thôi, họ chỉ biết thu hái thôi. Nhưng mà đây là của lứa cũ. Non mấn này, cái này bình thường ra như ấy là mình hiểu có thể là hái về ăn được đấy đúng không? Hái để nấu canh. Thái Nguyên đất trà thì em lại cứ dìm hàng. Thảo nguyên trà. Ô đẹp hết này.